em Nguyễn Thị Tuyền, năm nay 20 tuổi, ở Hóc Môn, Sài Gòn. Em đã coi là đến với trung tâm này như thế nào? Trung tâm trang điểm này ra sao? Dạ, ở trong đây thì cũng được mấy cô với mấy cậu được cho ăn cũng sung sướng lắm. Nhưng mà Tết thì vui lắm, tổ chức cho chơi, cũng được chơi thú vị mà có trong múa lăng nè. Rồi Tết ở trong đây ở trên phường mình xuống cho quà. Rồi được cho mỗi người dịp 300 ngàn tiền đồ ăn đó. 20 tuổi thì em bắt đầu nghiệp từ năm nào? Dạ, mới chơi có năm nay à. Mới chơi năm nay? Dạ. Chơi được mấy tháng? Dạ, chơi được 6-7 tháng gì đó. Làm sao mà em biết được đến ma túy để em... Dạ, tại vì đi chơi với bạn đó, rồi không biết, rồi nó ngủ chơi, rồi chơi. Và cụ thể là em chích hay là em uống thuốc hay là... Dạ, chích. À. Thì khi mà rủ rê như vậy là tự em chơi thôi phải không? Thì bạn mình rủ mà mình chơi thì có một chị của mình đúng không? Chứ cấm mình thì cũng không có được. Mình chơi cái đó là ý của mình. Bây giờ mình ở dưới đây chơi rồi mình bị mấy cậu rồi bắt vô đây thì mình cũng chữa bệnh rồi mình về không? Chắc không có gì đâu. Đúng rồi, không có gì hết. Nhưng mà nó... em chơi được bao nhiêu tháng vậy em? Dạ, em chơi cỡ được 7 tháng. 7 tháng? Tức là dạ, cái mức độ mà mình chơi tới nó như thế nào? Tức là mỗi ngày là bao nhiêu hoặc là... Dạ, mỗi ngày vậy chơi 4 cử. Chơi 4 cử? À, mỗi cử là như thế nào? Dạ, mỗi cử là 200 ngàn. Mỗi cử 200 ngàn, một ngày làm xài hết 800 ngàn. Dạ. Làm sao mà em có tiền để mà em chơi nhiều thế? Dạ, xin tiền mẹ. Xin tiền mẹ. Rồi mẹ em là làm công việc gì? Mẹ hả? Mẹ không làm chứ, có anh đi làm ở Sài Gòn nhưng mà cũng làm đó. À, vậy thì coi như là em chơi như vậy 800 ngàn như vậy. Còn bạn bè của em thì nó có giúp em được cái vấn đề chơi không hay là mỗi người chơi riêng? Mỗi đứa chơi riêng, nhiều khi không có tiền đủ thì hùng vô hai ba đứa lấy chơi. À, ngoài cái vấn đề mà ma túy ra em có bị rơi vào những cái trường hợp khác? Dạ không. Bồ bịch hay là mại dâm hay là thế nào? Dạ quen dạy học thì có nhưng mà vô môi trường mại dâm thì rất nhiều. À, khi mà làm sao mà gia đình phát hiện ra rồi đưa em vào đây hả? Dạ không có, bị công an phường bắt, cũng có chơi gia đình không ai biết đó. Tại vì ngày nào gia đình cũng trâu 200-300 xài đó. Rồi gia đình cũng có biết là chơi xì bê, cái ngồi Mỹ bắt vô đây rồi gia đình mới phát hiện ra. À, thì khi phát hiện ra thì phản ứng của gia đình em thế nào? Dạ gia đình buồn lắm, gia đình dặn gia đình không có xuống em. Từ giờ, từ trước, từ bữa đó tới giờ không thể thăm luôn? Dạ, gia đình không thăm luôn. À, người ta thấy cô Tuyền cô cười nhưng mà chắc là cô đang có những cái nỗi niềm, em có thể chia sẻ với những người thân của em như thế nào? Dạ, em có gọi là mình chơi nhiều triệu chứ không chắc được ai hết á. Nhưng mà nhớ mẹ lắm, hầu mẹ xuống một đàn thôi. Vậy thì những lời em nói thêm với lại em có mấy người anh em? Dạ, được hai anh em. Hai anh em, anh trai? Anh trai lo đi làm. À, còn bố em thì sao? Dạ, bố mất 10 tuổi. Bố mất 10 tuổi. Em nghĩ rằng vô trong cái môi trường sinh hoạt này em cảm thấy trung tâm ở trong trung tâm này thì lúc đầu vô thì thấy nó không gắn nó làm sao đâu á. Thì tới hồi mà sống rồi mình hiểu rồi á. Cái môi trường này sống rất là dễ, mấy cô cậu ở đây rất là thân mình. Cái cô cậu ở đây nhiều khi vô trả cho mình biết. Và em có những cái người bạn cùng với cái lứa tuổi của em không? Dạ có. Tức là 20 tuổi là cũng là trẻ lắm á. Còn những người bạn em thân từ trong đây em kết thân được với những người bạn nào? Dạ có người bạn thân bị ở bên Thì những người bạn nó cái hoàn cảnh họ có tương tự như em hay là như thế nào đặc biệt hơn không? Dạ cái đó thì không biết, tại vì mới đi chơi chung có mấy tháng là mình thấy bạn thân mình đi chơi chung chứ mình đâu có hỏi chi hoàn cảnh người ta. Rồi em vô đây có được học đi học nghề chưa? Dạ có, đi học may. Học may. Dạ. Cái hình trước đó thì chưa biết may gì hết? Dạ không. À, bây giờ khi học may thì em thấy con người em thay đổi ra sao? Dạ, thay đổi thấy nó khỏe mái, thoải mái hơn mà mình cũng cứng rắn hơn. Mình tốt từ cải tạo mình mau về chung với gia đình. Khó nhất là cái thời gian đầu để mà đi vô cai nghiện đúng không? Dạ. Là lúc đó em có kể đôi chút về cái những cái ngày đầu mà đi vào trung tâm cai nghiện như thế nào? Ngày đầu đi vô trung tâm cai nghiện thì nó giặt giả dữ lắm, nó mệt dữ lắm, mệt luôn. Mình cứ suy nghĩ về những cái ma túy mà mình cứ suy nghĩ gì nữa chứ. Tới hồi mà qua cái cai nghiện rồi á thì mình mới suy nghĩ là mình thấy mình cũng thương người, mình thấy mình cũng thương người đúng không? Rồi khi mình cai nghiện được rồi, qua cái cơn thuốc rồi á thì mình cũng chắc thôi.
vậy, nhưng mà ngoài xã hội nó chắc là nó cũng còn nhiều cái cám dỗ, hoặc là em có nhiều những người bạn cũng muốn em giống như họ, tức là trở lại cái con đường cũ. Em đã có cái tâm lý để mà chuẩn bị một cái con đường mới chưa? Đã có chuẩn bị rồi, mới chuyến này về không chơi nữa, hứa với mẹ rồi, về không chơi nữa. À, hứa với mẹ chỉ nói thôi, chứ còn mẹ chưa có cơ hội gặp em đúng không? Dạ, lúc ở ngoài thì lúc bị bắt thương phường thì mẹ có vô, nhưng mẹ nói mẹ dặn rồi, mẹ không lên thăm nữa, mẹ bỏ luôn. Còn gia đình thì cũng không nói được, tại vì anh đang đi bỏ kia, không có chắc mẹ được. Hiện nay sức khỏe của em thế nào? Dạ, khỏe lắm. Khỏe lắm hả? Nhìn là thấy là em rất tươi và rất là vui yêu đời đúng không? So với lại cái thời gian em mới vô hả? Rồi lúc em vô thì em ốm hay là em dạ, tinh thần hay? Cũng không ốm gì mấy, vô được 40kg á. 40kg, bây giờ thì mấy ký? Giờ được 47kg. 47kg. Tức là bây giờ trung tâm đã trả lại cho em 7kg thêm nữa không? Trong 7 tháng không? Rồi thì anh học đi. Nhìn là ở gia đình của bạn là làm nghề gì? Dạ, mẹ em không có làm gì hết á, còn ngoại á với cái gì á thì đi buôn bán trái cây đồ. Như vậy là của mẹ em là ở chung với ngoại? Không, mẹ ở riêng, mẹ ở chung với anh em. À, vậy là chủ yếu là thu nhập của gia đình em chủ yếu là của từ người anh? Dạ. Người anh cho mẹ, mẹ mới lấy tiền đó cho em mỗi ngày 200 nghìn. Dạ. Mẹ chắc cái này là chắc mẹ giấu người anh. Mẹ không biết chơi, tại vì ngày nào mẹ cũng cho 200 ăn xài vô. Lúc đó là mẹ ở Sài Gòn hay là như này cũng gia đình em với mẹ đều ở Sài Gòn hết. Dạ. Em trình độ học vấn thế nào? Dạ không có học lớp nào. Ủa vậy hả? Có học mà không biết chữ. Cho tới giờ này vẫn chưa biết chữ luôn. Dạ. Rồi vô đấy em có được dạy học chữ chưa? Dạ, mấy cậu cũng định sắp xếp cho lớp đi học chữ nhưng mà à, lý do gì mà 20 tuổi mà chưa học chữ à? Tại sao? Đó không chịu học. Không chịu học chữ nào hết, không đọc được luôn. Chữ biết chữ không chứ phải học. À, chừng nào mình cũng làm. Vậy thì em có cái điều mong muốn gì nữa trước khi mà mình có kết thúc cái câu chuyện này? Dạ, chỉ ước cho mẹ với ngoại ở ngoài sống dễ cho mẹ mình cũng hơn. Còn ở trong này thì rất tốt. Em sẽ cố gắng làm một người mới cho gia đình. Xin cảm ơn lời chia sẻ của em Nguyễn Thị Tuyền, 20 tuổi, và chúc em trở lại cái con đường và được xã hội đón nhận nha. Cảm ơn em. Cảm ơn em.